Chào mừng các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá. Ngay sau đây mời các bạn đến với bản tin bóng đá chiều tối ngày hôm nay, 22 tháng 5 với những thông tin đáng chú ý sau đây. Cổ động viên vỡ òa cảm xúc với khoảnh khắc Văn Toàn để lại ở Hàn Quốc. Huỳnh Như chính thức chia tay Lăng FC. Cổ động viên Đông Nam Á hào hứng cho biết Indonesia có thể vô địch thế giới mà không cần đá nhiều trận. V-League và cơ hội cho tuyển thủ U22 Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Cổ động viên vỡ òa cảm xúc với khoảnh khắc Văn Toàn để lại ở Hàn Quốc. Các bạn thân mến, tiền đạo Văn Toàn đã kỷ niệm ngày đá chính của mình tại Seoul Island bằng hành động mang cờ Việt Nam xuống sân thi đấu. Ngày 20 tháng 5, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã được xếp đá chính trong đội hình của Seoul Island gặp câu lạc bộ Bucheon ở vòng 14 giải hạng 2 của Hàn Quốc. Cầu thủ người Việt Nam nhanh chóng khẳng định tài năng của mình. Anh thi đấu năng nổ, thường xuyên hỗ trợ cho các đồng đội trong gần 60 phút có mặt trên sân. Đáng tiếc là ở trận này thì Văn Toàn chưa có được bàn thắng đầu tiên. Trong hiệp 1, anh suýt chút nữa đã có siêu phẩm với một cú vớt bóng ngoài vòng cấm, đưa bóng đi trúng xà ngang. Dù vậy thì những gì mà Văn Toàn thể hiện tại sân cỏ K-League 2 là rất ấn tượng. Lúc cuối trận, anh còn hành động đầy tự hào khi mang cờ Việt Nam xuống sân. Không chỉ vậy mà Văn Toàn còn cho thấy sự thân thiện của mình khi cởi áo đấu ném lên khán đài để tặng cho cổ động viên Hàn Quốc. Tại Seoul Island, Văn Toàn đang tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt. Anh liên tục được đưa hình ảnh cá nhân lên các bài media của đội bóng này và các bài đăng như vậy thường thu về lượng tương tác rất khủng. Trước đó, ngày 13 tháng 5 thì Văn Toàn thậm chí còn được câu lạc bộ Seoul Island xếp một khu riêng để mời các cổ động viên nhận vé. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Việt Nam Day, ngày Việt Nam tại vòng 14 của K-League 2. Trong trận đấu với Bucheon, đội bóng của Văn Toàn đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 để thuyết phục. Seoul Island hiện đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng. Trong số các cầu thủ Việt Nam đang xuất ngoại thì Văn Toàn được đánh giá là có triển vọng nhất. Huỳnh Như chính thức khiến tất cả ngỡ ngàng chia tay Lăng FC trước ngưỡng cửa thiên đường. Các bạn thân mến, theo thông tin mới nhất từ người đại diện của Huỳnh Như cho hay thì nữ tiền đạo này nói lời chia tay với câu lạc bộ chủ quản Lăng FC. Tờ Thể thao Văn hóa mới đây vừa trích dẫn lời của người đại diện của Huỳnh Như, Roger Linh Mai, cho hay là chân sút số 1 của bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức nói lời chia tay với Lăng FC sau khi mùa giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Bồ Đào Nha hạ màn vào ngày 21 tháng 5. Như vậy là Huỳnh Như sẽ không gia hạn hợp đồng và chính thức nói lời chia tay với Lăng FC sau gần 10 tháng gắn bó. Trước đó thì hồi tháng 2, khi về nước tham dự gala của bóng vàng Việt Nam 2023, tiền đạo quê Trà Vinh này cũng từng tiết lộ hợp đồng của cô với Lăng FC sẽ đáo hạn vào cuối tháng 5. Hiện tại thì chưa có thông tin chính thức về biến đổi mới của Huỳnh Như, cũng như là việc cô có tiếp tục tìm thử thách ở các giải đấu nước ngoài hay không. Thế nhưng thì màn chia tay là có phần đột ngột của tiền đạo tuyển Việt Nam, chắc chắn để lại nhiều tiếc nuối cho giới chuyên môn cũng như người hâm mộ, bởi là khoảng thời gian khoác áo Lăng FC, Huỳnh Như đã gặt hái được những cột mốc vô cùng đáng nhớ trong sự nghiệp. Thủ quân tuyển nữ Việt Nam thường xuyên được trao cơ hội ra sân và đã ghi 7 bàn tại giải vô địch quốc gia với 5 bàn và cúp quốc gia là 2 bàn. Huỳnh Như cũng cho thấy khả năng hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới, lan tỏa nhiều hình ảnh tích cực về bóng đá cũng như con người Việt Nam tại Bồ Đào Nha. Trong dấu ấn đáng kể nhất mà Huỳnh Như để lại thời gian chơi bóng tại Bồ Đào Nha thì chắc chắn phải kể đến việc là giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và có tên trong đội hình tiêu biểu tại vòng 6 giải vô địch bóng đá nữ Bồ Đào Nha. Trước mắt thì nữ cầu thủ này sẽ hội quân cùng tuyển nữ Việt Nam tại Hà Nội từ ngày 22 tháng 5 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2023 diễn ra vào tháng 7 tới. Ở lần tập trung trước của đội tuyển nữ Việt Nam tại Nhật Bản trước thềm SEA Games 32, Huỳnh Như đã không thể tham gia do bận thi đấu cho câu lạc bộ Lăng FC. Cổ động viên Đông Nam Á hào hứng Indonesia có thể vô địch thế giới mà không cần đá nhiều trận. Các bạn thân mến, đông đảo cổ động viên khu vực Đông Nam Á bày tỏ sự hào hứng về trận giao hữu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Argentina diễn ra vào tháng 6 tới đây. Như vậy là sau nhiều đồn đoán thì mới đây thông tin về trận giao hữu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Argentina đã chính thức được xác nhận. Cụ thể thì phía Argentina đã ra thông báo. Chúng tôi có thể xác nhận rằng là vào tháng 6 tới trong loạt giao hữu FIFA, Argentina sẽ gặp Úc ở Bắc Kinh ngày 16 và sau đó 3 ngày là trận đấu với Indonesia tại Jakarta. Theo truyền thông khu vực thì Liên đoàn bóng đá Indonesia được cho là đã phải chi 5 triệu USD cho Argentina để đón nhà đương kim vô địch thế giới đến với sân bóng của mình. Dẫu phải chi một khoản tiền lớn, xong thì đổi lại, cái gật đầu từ phía Argentina là một tin cực vui với bóng đá Indonesia. Việc được so tài với đội bóng hàng đầu thế giới, đặc biệt lại là đương kim vô địch thế giới như Argentina
là một vinh dự lớn trong sự nghiệp của các cầu thủ đội tuyển quốc gia Indonesia. Bên cạnh đó thì người hâm mộ ở xứ sở vạn đảo cũng sẽ có dịp được tận mắt chứng kiến những ngôi sao hàng đầu thế giới bằng da bằng thịt. Sân vận động quốc gia Bung Karno được cho sẽ là nơi diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Indonesia. Với sức chứa gần 80.000 chỗ ngồi, đây hứa hẹn sẽ biến thành chảo lửa thực sự khi đội bóng xứ sở vạn đảo tiếp đón nhà đương kim vô địch thế giới. Không chỉ người hâm mộ Indonesia vui mừng, mà đông đảo người hâm mộ Đông Nam Á cũng bày tỏ sự hào hứng trước trận đấu thú vị này. Theo đó thì nhiều cổ động viên của khu vực đã gửi lời chúc mừng đến Indonesia, thậm chí là còn không ngại dự đoán đội bóng này sẽ giành chiến thắng trước Argentina. Một tài khoản có tên là Basuki bày tỏ sự hào hứng cho biết, nhà vô địch SEA Games, nhà vô địch thế giới và người chiến thắng là người dân Indonesia. Bên cạnh đó thì tài khoản có tên là Hermanto nhận định mang tính rất dí dỏm. Đánh bại Argentina thì tương đương với việc là đã vô địch AFF Cup 10 lần. Nếu Indonesia thắng Argentina trong trận đấu này thì họ vô địch World Cup mà không cần phải đá nhiều trận như Argentina, tiến lên Indonesia, một cổ động viên đến từ Việt Nam bày tỏ. Với tương quan lực lượng và sức mạnh giữa hai đội thì rõ ràng là việc gây được khó khăn hay là thậm chí để thua Argentina với tỷ số không quá cách biệt đã được coi là thành công viên mãn đối với đội tuyển Indonesia, một cổ động viên khẳng định. Nếu Indonesia thua 0-1, có nghĩa là họ giành chiến thắng trong trận đấu này. V-League và cơ hội cho tuyển thủ U22 Việt Nam. Các bạn thân mến, vòng 8 V-League 2023 đã có những cầu thủ thuộc lứa U22 Việt Nam trở về từ SEA Games được ra sân thi đấu. Rõ ràng đó là tín hiệu vui, phần nào giải tỏa những âu lo trước đó. V-League 2023 trở lại trong sự ngóng chờ của người hâm mộ rằng là sau những thông điệp được phát đi, các cầu thủ vừa dự ở SEA Games trở về có được câu lạc bộ ưu tiên cho ra sân hay không? Bởi hơn lúc nào hết thì nhìn từ lát cắt tại SEA Games 32 cho thấy những đứt gãy về lực lượng bóng đá nước nhà. Hơn thế thì từ sự trưởng thành của U22 Thái Lan hay là Indonesia, bóng đá Việt Nam cần phải tạo mọi điều kiện để cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, được cọ sát nhiều hơn ở giải nội địa. Ông Philippe Chuose đã từng gửi thỉnh cầu đến các câu lạc bộ. Các cầu thủ Việt Nam thật sự là không được thi đấu nhiều trong 6 tháng đã qua. Họ chưa có được trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất khi tập trung đội tuyển U22 Việt Nam. Tôi mong là trong quãng thời gian giải chuyên nghiệp diễn ra thì họ sẽ được ra sân thi đấu một cách thường xuyên. Từ đó thì họ sẽ duy trì được phong độ, thể lực và cảm giác bóng. Rất vui khi V-League trong ngày trở lại thì những cầu thủ trẻ đã được các câu lạc bộ chủ quản cho ra sân để họ được thể hiện mình. Thực tế thì thời gian nghỉ ngơi từ khi trở về SEA Games 32 cho đến lúc bóng lăn trở lại ở V-League là không nhiều, nên mỗi huấn luyện viên cũng đều có những tính toán hợp lý để sử dụng những cầu thủ U22. Tại sân Pleiku, ở trận đấu sớm nhất của vòng đấu, Nguyễn Thái Sơn của Thanh Hóa đã ra sân từ đầu hiệp 2. Khi đội nhà bị dẫn trước với tỷ số 0-1 thì chính Nguyễn Thái Sơn ở phút thứ 58 đã có đường chuyền tinh tế để cho Paulo Corrado ghi bàn gỡ hòa 1-1. Rõ ràng là khi Thanh Hóa vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 có đóng góp không nhỏ của Thái Sơn. Vốn được biết đến như một tiền vệ có nền tảng thể lực là sung mãn, sau thời gian rèn giũa trên đội tuyển U22 Việt Nam, Thái Sơn đã được huấn luyện viên Chu Jie nâng cấp về khả năng kiểm soát, điều phối bóng, tạo mối liên kết với các đồng đội trong lối chơi của Thanh Hóa. Phía bên kia chiến tuyến, Hoàng Gia Lai với Nguyễn Quốc Việt chỉ vào sân ở phút 84 khi tỷ số trận đấu đã là 2-2. Cũng ở vòng 8 này thì tại sân Vinh, Hồ Văn Cường của Sông Lam Nghệ An được tung ra sân ngay từ đầu trong vai trò của hậu vệ cánh phải. Hồ Văn Cường đã phát huy khả năng tấn công biên, có nhiều pha bóng tấn công hay cho câu lạc bộ của mình. Trong khi đó, tiền vệ Đinh Xuân Tiến được vào sân thay người ở phút 69. Tại đội tuyển U22 Việt Nam, Đinh Xuân Tiến ít được sử dụng, nhưng khi về lại Sông Lam Nghệ An, cầu thủ này luôn phát huy được khả năng của mình với vai trò của một tiền vệ con thoi. Ông Nguyễn Thành Công cũng đã cho trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng vào sân thay người ở phút thứ 75. Ở trận Viettel gặp Bình Định thì Phan Tuấn Tài đã chính, còn Văn Khang vào sân từ phút thứ 58. Từ đó cho thấy đã có những nhân tố ở lứa U22 đã được các câu lạc bộ sử dụng khi trở về từ SEA Games 32. Tuy nhiên thì không phải cầu thủ nào cũng may mắn có được điều đó. Ví dụ như chiều ngày hôm nay, 22 tháng 5, rất khó để cho Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tùng, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long được ra sân tại câu lạc bộ Hà Nội khi tiếp đón Đà Nẵng. Đó cũng chính là nỗi lo của ông Chu Xie khi các nhân tố chủ lực tại đội tuyển U22 sẽ phải cạnh tranh suất chính với các đàn anh cùng ngoại binh cho vị trí trên hàng công. Điều gì giúp bóng đá Việt Nam đã đoạt ngôi Á quân U23 châu Á là hồi năm 2018,
vô địch AFCup 2018 hay là giành 2 tấm huy chương vàng SEA Games liên tiếp, là đội Đông Nam Á duy nhất lọt đến tận vòng loại thứ 3 World Cup 2022? Câu trả lời rất dễ và ai cũng nhìn thấy, bởi trong giai đoạn này thì sở hữu một lứa cầu thủ quá đẳng cấp. Các cầu thủ trẻ thường xuyên được cọ sát ở nhiều cấp độ, thường xuyên được đá chính và lại là những trụ cột của các câu lạc bộ. Còn thời điểm này thì phải nói trình độ của các cầu thủ U22 Việt Nam của chúng ta có phần kém hơn những lứa của Thái Lan hay là Indonesia. Nhiều khán giả còn chưa kịp nhận mặt biết tên các tuyển thủ, đơn giản là họ quá ít xuất hiện. Do đó mà các câu lạc bộ cần phải tiếp tục tin tưởng những cầu thủ trẻ vì tương lai của chính họ lẫn nền bóng đá Việt Nam đang đặt lên vai thế hệ kế cận này.